Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có lẽ nhiều bạn cũng giống như Dino Man, có một phần tuổi thơ là những trang truyện Doraemon với chú mèo ú xanh lè cùng cậu bạn Nobita học đọc. Trong mùa truyện tuổi thơ ấy, bên cạnh những yếu tố vui vẻ, gần gũi, hồn nhiên của trẻ con, thì trong các tác phẩm của tác giả Fujiko F. Fujio sẽ không bao giờ thiếu yếu tố khoa học viễn tưởng, từ các bảo bối thần kỳ của Doraemon cho đến khủng long. Có thể nói tác giả của bộ truyện tranh Doraemon có sự yêu thích đặc biệt dành cho khủng long. Khủng long hiện diện trong khá nhiều chương truyện ngắn và đồng thời cũng là chủ đề chính cho tập truyện dài đầu tiên, cũng là bản truyện thể điện ảnh đầu tiên của Doraemon, chú khủng long của Nobita. Dù cho chú khủng long trong truyện không thật sự là khủng long, tuy nhiên vấn đề đó chúng ta sẽ bàn sau. Vì vậy mà nhiều bạn trong đó có tôi có lẽ đã bắt đầu quan tâm về yêu thích khủng long từ bộ truyện tranh Doraemon. Sau khi tác giả mất, bộ truyện cũng như thế giới đầy tiềm năng của Doraemon được kế thừa bởi công ty Fujiko Pro và họ tiếp tục phát triển những tác phẩm mới dựa trên di sản của vị họa sĩ quá cố, trong đó đương nhiên có cả chủ đề về khủng long. Bên cạnh một số tập anime có khủng long xuất hiện thì chúng ta có hai phim điện ảnh về khủng long. Đó là chú khủng long của Nobita bản remake năm 2006 và những chú khủng long mới của Nobita vào năm 2020, bộ phim kỷ niệm 50 năm ra đời của chú mèo máy. Gần đây nhất thì chúng ta lại có một tập phim anime có sự góp mặt của khủng long với nhiều thay đổi đáng chú ý. Vậy thì trong 50 năm qua, chủ đề về khủng long trong truyện Doraemon đã được tác giả cũng như đội ngũ kế thừa ông thể hiện và thay đổi như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Cần lưu ý rằng, dù là một tác giả có thế mạnh về khoa học viễn tưởng, cô Fujiko F. Fujio cũng không thể vượt qua những giới hạn kiến thức của khoa học đương thời. Do đó, những sáng tác liên quan đến chủ đề khủng long của cụ khó mà đi quá xa khỏi những hiểu biết của thời bấy giờ về khủng long cũng như thế giới cổ đại. Thế nên, việc những nội dung về khủng long trong truyện được thể hiện khác biệt so với kiến thức khoa học ngày nay là chuyện hết sức bình thường và điều đó không làm ảnh hưởng đến giá trị nhân văn của bộ truyện. Chúng ta có thể tạm chia sự thay đổi của khủng long, hay nói đúng hơn là kiến thức về khủng long trong truyện Doraemon cũng như các chuyển thể anime và điện ảnh thành 3 giai đoạn chính. Thứ nhất là giai đoạn tác giả còn sống, còn sáng tác cho đến trước bản remake chú khủng long của Nobita vào năm 2006. Thứ hai là giai đoạn từ bản remake cho đến bộ phim kỷ niệm 50 năm ra đời của Doraemon, Nobita và những bản khủng long mới năm 2020. Phim ra mắt muộn một năm so với dự kiến vì đại dịch Covid-19. Thứ ba là tập phim anime ra mắt năm 2017, tập 585 thuộc mùa 12. Ở trong giai đoạn đầu tiên thì chúng ta biết rằng tác giả Fujiko F. Fujio cùng nhà xuất bản Shogakukan bắt đầu cho ra mắt những chương truyện đầu tiên vào năm 1969 và tác giả đã sáng tác liên tục từ đó cho đến khi gần qua đời vào năm 1996. Do đó, kiến thức về khủng long trong truyện chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những kiến thức về khủng long trong giai đoạn này. Mặc dù giai đoạn 1969 đến 1996 đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của giới khoa học về khủng long, từ cuộc phục hưng khủng long bắt đầu vào cuối thập niên 1960, trong đó các nhà cổ sinh vật học chuyển sang tin rằng khủng long không hề chậm chạp, đần độn và máu lạnh như bò sát, mà rất có thể nhanh nhẹn, thông minh và máu nóng giống như chim, thậm chí có thể giữa khủng long và chim có mối quan hệ tổ tiên và con cháu, hay nói cách khác là chim tiến hóa từ khủng long. Tuy nhiên, để nhận thức của giới khoa học được công chúng tiếp nhận và trở thành nhận thức chung còn một chặng đường rất dài. Khủng long trong nhận thức của số đông và giai đoạn tác giả Fujiko F. Fujio bắt đầu sáng tác vẫn mang nặng yếu tố của nhận thức cũ về khủng long, từ ngoại hình cho đến tư thế. Một điểm dễ nhận thấy nhất đó chính là tư thế kiểu kangaroo ở các loài khủng long di chuyển bằng hai chân, như T-Rex chẳng hạn. Nguyên do là bởi vào năm 1858, hóa thạch khủng long với chi sau đầu tiên được Joseph Leidy phát hiện, và ông thấy thật kỳ lạ khi chi sau của nó dài hơn chi trước nhiều. Điều đó có nghĩa nó hẳn phải di chuyển bằng hai chân, nhưng tư thế sẽ như thế nào? Sau khi xem xét một số động vật hiện đại như kangaroo, con người và đà điểu, Leidy cho rằng khủng long đi bằng hai chân sẽ đứng thẳng lưng như kangaroo, với trọng tâm nằm ở phía trên hông, còn cây đuôi sẽ được dùng để hỗ trợ chống đỡ sức nặng của cơ thể cùng với hai chân sau. Phải đến thập niên 1970, khi những hóa thạch đầy đủ hơn được phát hiện, các khớp xương của khủng long cũng được nghiên cứu kỹ hơn thì họ mới nhận ra khủng long không thể đứng thẳng như kangaroo được, nếu có cũng không quá lâu, và lúc này, các nhà cổ sinh vật học cùng các bảo tàng mới bắt đầu thay đổi tư thế của các bộ xương được trưng bày. Sự thay đổi này chỉ chính thức được đưa đến rộng rãi với công chúng thông qua bom tấn Jurassic Park vào năm 1993. Mặt khác thì vào giai đoạn tác giả sáng tác Doraemon, nước Nhật chưa tìm thấy nhiều hóa thạch khủng long và cũng chưa có loài cụ thể nào được xác định cho đến tận năm 1992. Nhiều đoạn trong truyện cũng đề cập rằng nước Nhật khi đó chìm dưới biển nên không thể có khủng long từng sinh sống và do vậy không có hóa thạch khủng long.
Vì thế mà trong các tác phẩm của mình thì tác giả hầu hết thể hiện các loài khủng long nổi tiếng của Bắc Mỹ, khi đó như là T-Rex, Apatosaurus. Tuy nhiên ở tập truyện ngắn 31 thì Doraemon và Nobita đã đến Trung Quốc để tìm cách rủ đám khủng long sang Nhật Bản, và trong đó giới thiệu một vài cái tên khủng long của châu Á, chẳng hạn như Cintasaurus hay Mamenchisaurus. Cũng trong giai đoạn này, tác giả cũng như hầu hết mọi người khi đó tin rằng khủng long đã tuyệt chủng hoàn toàn sau sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận, và ông đã cho nhóm bạn Nobita đảo ngược lại sự thật bằng cách đào hầm cứu nhiều loài khủng long, trao cho chúng cơ hội tiếp tục sinh sống dưới lòng đất trong tập truyện dài Nobita và Kỵ sĩ Rồng. Ngoài ra thì tác giả cũng mắc một cái lầm cơ bản của những người không phải là chuyên gia về khủng long, đó là nhầm lẫn giữa một số nhóm bò sát cổ đại khác thành khủng long. Chẳng hạn như chú khủng long của Nobita trong tập truyện dài đầu tiên, Pisuke thực chất không phải khủng long mà là thằn lằn cổ rắn. Đến bản phim remake năm 2006, tuy đây chỉ là bản làm lại của phim năm 1980, hầu như không có thay đổi lớn nào về mặt nội dung, nhưng khủng long đã được đội ngũ sản xuất cập nhật về tư thế cũng như giống loài lại cho chính xác hơn về mặt niên đại. Chẳng hạn như trong bản phim năm 1980, lúc khủng long cổ dài bị T-Rex tấn công là Apatosaurus, nhưng Apatosaurus lại sống vào cuối kỷ Jura, trong khi T-Rex sống vào cuối kỷ phấn trắng. Hay lũ rực long bản năm 1980 là Pteranodon, sống trước T-Rex vài triệu năm, thì đến bản năm 2006 được cập nhật lại thành Quetzalcoatlus. Tư thế của những loài khủng long đi hai chân như T-Rex cũng chuyển sang tư thế thân nằm ngang song song với mặt đất, thay vì tư thế kangaroo như cũ. Xen kẽ trong giai đoạn này là một tập anime ngắn có tên Bỏ nhà đến kỷ phấn trắng, xoay quanh câu chuyện nhóm bạn trở về kỷ phấn trắng như Suneo đã tách nhóm và gây ra nhiều rắc rối. Vì đây chỉ là một tập phần ngắn nên phần tạo hình cũng khá sơ sài, được anime hóa hơn là chú trọng những chi tiết sát thực tế. Điều thú vị là trong tập anime này, chúng ta được chứng kiến một cuộc đối đầu sai niên đại khi một con khủng long thuộc họ Spinosauridae đối đầu với T-Rex, dù cho họ Spinosauridae đã tuyệt chủng trước T-Rex từ lâu và phạm vi phân bố cũng không trùng với T-Rex. Tiếp đến là bản phim Nobita và những bạn khủng long mới công chiếu năm 2020. Chúng ta có chi khủng long giả tưởng của hai bạn Q và Mew là Nobisaurus, và càng đặc biệt hơn khi toàn bộ các loài khủng long xuất hiện trong phim đều đến từ châu Á, dù phần tạo hình có thể khiến người xem nhầm lẫn với các loài khủng long ở những châu lục khác, chẳng hạn như nhầm Tsamosaurus với T-Rex, nhầm Sinoceratops với Triceratops. Tạo hình cũng phân làm hai phong cách, một số loài khủng long xuất hiện dưới dạng tạo hình bằng máy tính, chẳng hạn như Turangosaurus hay Yangjuanosaurus nên trông chân thực và đáng sợ hơn. Trong khi đó, những con khủng long có vai trò lớn hơn trong cốt truyện như Cole và Top được vẽ tay và mang phong cách anime. Khủng long lông vũ cũng lần đầu tiên xuất hiện, đánh dấu thêm một bước tiến trong kiến thức về khủng long của vũ trụ Doraemon. Tuy nhiên, bộ phim này có thể khiến nhiều bạn hiểu sai về quá trình tiến hóa từ khủng long phi điểu đến chim. Trong phim đề cập rằng, chỉ sau khi Q đã học được cách đập cánh chủ động thì khủng long mới bắt đầu tiến hóa thành chim, ngay thời điểm sự kiện tuyệt chủng 66 triệu năm trước xảy ra. Dù vậy thì trên thực tế, các loài chim đầu tiên đã tiến hóa từ rất rất lâu, thậm chí từ tận giữa kỷ Jura, đó là nhánh chim cổ đại ở Valley. Và chim hiện đại thuộc lớp Avis cũng đã có bằng chứng hiện diện sớm nhất là khoảng 72 triệu năm trước, là lúc chúng đã có hình dạng và năng lực bay lượn hoàn toàn giống như chim ngày nay, chứ không cần đợi đến sau sự kiện tuyệt chủng mới bắt đầu quá trình tiến hóa. Và cuối cùng, tập phim anime gần đây, tập 585 thuộc season 12. Tập này thì nhóm bạn của chúng ta muốn tìm về thời đại khủng long ấm áp để tránh cái lạnh của mùa đông, nhưng lại vô tình trở về Alaska vào kỷ phấn trắng. Họ vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp khủng long sống ở vùng khí hậu lạnh, một chú khủng long có ngoại hình giống chim và một con khủng long giống khủng long bạo chúa nhưng lại có lông vũ. Lúc đầu thì mình nghĩ tập phim này chịu ảnh hưởng lớn từ tập The Ice World của series Prehistoric Planet với những loài khủng long khá tương tự, chẳng hạn như Pachyrhinosaurus. Tuy nhiên khi kiểm tra lại thì thấy tập này ra mắt năm 2017, điều đó chứng tỏ nhóm sản xuất đã có sự nghiên cứu tự thân về các loài khủng long từng sống ở khu vực gần cực bắc của trái đất và đưa vào phim. Tập phim này giống như một sự cập nhật về kiến thức khủng long của vũ trụ Doraemon, cho thấy khủng long là động vật máu nóng, nhiều loài có lông vũ nên có thể sinh sống ở khí hậu lạnh và đã rất giống chim rồi. Một điểm cộng cho đội ngũ sản xuất từ các fan khủng long. Vâng, vừa rồi là một video sơ lược về sự thay đổi của khủng long trong vũ trụ Doraemon, từ những mẩu truyện manga của tác giả cho đến những tác phẩm chuyển thể mới nhất. Không chỉ kế thừa, những người phụ trách thương hiệu Doraemon rõ ràng đã luôn tìm tòi và đổi mới để các tác phẩm mới theo kịp thời đại. Và mình hy vọng là điều này sẽ tiếp diễn trong các tác phẩm sắp tới, cũng như chúng ta sẽ thấy nhiều khủng long hơn. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên đăng ký, thích và chia sẻ nếu thấy video hay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.